Bạn đang có một ảnh bị mờ, vỡ và muốn chuyển thành ảnh chất lượng cao và căng nét thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho chúng ta một giải pháp cực kỳ tuyệt vời và hoàn toàn miễn phí. Đây là ảnh gốc của mình. Khi phóng to lên, các chi tiết trên khuôn mặt Sơn Tùng sẽ bị vỡ rất là nhiều. Và kích thước ảnh gốc chỉ bé như vậy thôi, không đủ để làm PowerPoint hoặc in ra hoặc đăng lên mạng. Chúng ta sẽ chỉ cần vào trang web lessinhand.io, tạo một tài khoản bằng Gmail, sau đó rồi đăng ảnh của chúng ta lên. Và đây là thông số mình thường hay cài đặt, đó là phóng to ảnh này. Cải thiện chi tiết của khuôn mặt, và đặc biệt ở phần kích thước chúng ta nên chọn custom và để nhân 4 lần so với ảnh gốc, và chúng ta có thể chọn cải thiện tông màu ảnh mà thường mình sẽ không sử dụng. Đặc biệt dạng file lưu chúng ta nên để là PNG để ảnh không bị nén, và chúng ta nhấn start process. Đây là kết quả sau khi trang web đã xử lý xong, và chúng ta sẽ nhấn vào tải xuống. Và đây là thành quả sau khi tải về. Ngay khi mở lên chúng ta đã thấy ảnh nét hơn hẳn so với ảnh gốc, và khi phóng to lên chúng ta thấy từng chi tiết của khuôn mặt, mái tóc được hiển thị vô cùng sắc nét. Đó, mình có thể phóng to đến tận khuyên tai của Sơn Tùng. So với ảnh gốc khi phóng to lên vừa bị vỡ, và chúng ta chỉ phóng to được đến đây là tối đa thôi. Và đây là kết quả cuối cùng của chúng ta, cực kỳ tuyệt vời. Đây là sức mạnh của trí thông minh nhân tạo bây giờ. Cùng follow trang TikTok của Nice Line để học thêm thật nhiều kiến thức tuyệt vời về thiết kế nhé.